Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay ngày 26 tháng 10, bão Molaf đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020. Hiện tại vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 570 km về phía đông đông bắc với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, vận tốc từ 20 đến 25 km mỗi giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 10 thì vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Với tốc độ di chuyển nhanh, khả năng bão số 9 sẽ đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên vào ngày 28 tháng 10. Những thông tin về cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời tiết và trên fanpage Thời tiết VTC14. Mời quý vị chú ý theo dõi. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, 13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Ngoài ra, do giải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 9 hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay 26 tháng 10, ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu mây vùng thấp sau bão số 8, nên khu vực từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa mưa to kéo dài trong cả ngày hôm nay. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Người dân sinh sống ở các khu vực này cần đề phòng với ngập úng diện rộng và lũ quét, sạt lở đất đá xảy ra. Nằm chung xu thế thời tiết của khu vực Trung Bộ nên hôm nay thành phố Đà Nẵng cũng có mưa. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của người dân trong ngày làm việc đầu tuần. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay tiếp tục giảm, nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 đến 28 độ. Bão số 8 suy yếu và tan đi, tác nhân gây mưa cho các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ không còn, nhờ thế mà hôm nay cả hai khu vực này trời nắng nhiều trở lại. Nền nhiệt cao nhất trưa chiều ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng là 28 đến 31 độ, còn ở các tỉnh thành Nam Bộ là 32-33 độ. Tuy nhiên, về chiều và tối ở Nam Tây Nguyên và khu vực miền Tây Nam Bộ thì cần lưu ý với khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại. Cùng chung xu thế thời tiết của Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh có ngày đầu tuần phổ biến tạnh giáo có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động ở ngưỡng 31-32 độ nên sẽ có cảm giác nóng nhẹ về trưa và chiều. Cùng với đó là chỉ số UV ở mức cao nên nếu quý vị ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 14-15 giờ chiều thì nên lưu ý mặc áo chống nắng, đeo kính và đội mũ rộng vành để tránh nắng. Tuy nhiên, về chiều tối và tối thì mưa trên khu vực sẽ trở lại. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, do ảnh hưởng xa từ hoàn lưu suy yếu của bão số 8, hôm nay bầu trời thủ đô nhiều mây hơn, có mưa nhỏ lất phất vào buổi sáng. Dự báo mưa vẫn còn xảy ra bất chợt, ngắt quãng trong ngày và diện mưa không đều. Từ chiều trở đi thì mưa nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở ngưỡng là 25 độ, tối và đêm rét nhẹ, thấp nhất ở ngưỡng 20 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.